Và cũng trong ngày hôm nay, ngày 6 tháng 8, thì Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã ký văn bản khẩn về việc khẩn trương tiếp nhận vaccine phòng COVID-19. Bộ Y tế cho biết đến nay vẫn còn nhiều đơn vị chưa đến nhận vaccine tại kho Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur. Và đến ngày 10 tháng 8, nếu đơn vị nào triển khai tiêm chủng chậm, thì Bộ Y tế sẽ điều phối cho các đơn vị khác và tạm dừng phân bổ trong các đợt tiếp theo. Theo Bộ Y tế, báo cáo của Viện Vệ sinh Dịch tễ, đến nay vẫn còn nhiều đơn vị chưa đến nhận vaccine tại kho của Viện. Nếu sau ngày 8 tháng 8 không đến nhận vaccine, Bộ Y tế sẽ điều chuyển vaccine cho đơn vị khác và xem xét việc phân bổ trong các đợt tiếp theo. Đối với các vaccine có yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt theo hướng dẫn của nhà sản xuất mà đơn vị chưa bố trí ngay được trang thiết bị phù hợp, phải phối hợp với Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur để nhận vaccine đúng thời điểm, không để phải hủy vaccine do bảo quản không đúng cách. Bộ Y tế cũng yêu cầu Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur phải thông báo ngay cho các đơn vị biết để đến nhận vaccine trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận được quyết định phân bổ của Bộ Y tế. Trường hợp quá thời hạn trên, Viện trưởng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong việc tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Theo thống kê của Bộ Y tế, đến nay cả nước đã tiêm được hơn 7,5 trên 18,7 triệu liều vaccine. Trong đó có hơn 14 triệu liều mới tiếp nhận từ giữa tháng 7 và đầu tháng 8. Tuy nhiên, theo báo cáo của Cơ quan Thường trực Tiểu ban Tiêm chủng, hiện vẫn còn một số đơn vị rất chậm trễ trong việc tiếp nhận vaccine, tổ chức triển khai tiêm chủng và báo cáo tiến độ. Để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng trong bối cảnh dịch đang diễn biến ngày càng phức tạp và số lượng lớn vaccine về Việt Nam trong thời gian tới, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho tất cả các đối tượng từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn. Đến ngày 10 tháng 8, nếu đơn vị nào triển khai tiêm chủng chậm, thì Bộ Y tế sẽ công bố công khai kết quả tiêm chủng của đơn vị trên phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương, đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ.